huyết áp mình nên đo bên tay trái hay tay phải, và đo tay trái và tay phải thì khác nhau chỗ nào? Hoàng Sơn xin chào bà con, hôm nay Hoàng Sơn sẽ giải đáp thắc mắc cùng cả nhà mình ha. Thì đối với huyết áp, chúng ta thường ở nhà có hai loại là huyết áp đo ở cổ tay ở trên đây, và thứ hai là huyết áp đo ở bắp tay, là gắn ở vòng quẩn ở bắp tay đó. Thì hiện tại Hoàng Sơn đang cầm máy đo huyết áp bắp tay. Thì thường thông thường á, chúng ta hay đo là đo ở bên tay trái, thì nó sẽ gần tim để mình lấy được cái mức huyết áp của mình ổn định gần tim, để mình có thể cái so sánh mình nó sẽ tốt hơn. Ví dụ đo ở cổ tay thì khi chúng ta đeo thì chúng ta xuống để cái tay thấp xuống và nó đưa lên thế này, nó sẽ ngang tim. Còn nếu mà nói với vòng quẩn ở bắp tay, cả nhà thấy ha, thì lúc nào cái bắp tay nó cũng ngang tim rồi. Vậy thì mình nên đo huyết áp ở tay trái hay tay phải? Thứ nhất á, nếu mà chúng ta đo hàng ngày thì chúng ta nên đo tay trái ha, để nó gần tim thì mình sẽ biết độ chính xác cao hơn. Và thông thường thì huyết áp tay trái và tay phải là nó gần như nhau, nó chỉ trên là khoảng tầm từ 0 đến 10 mm thủy ngân. Nhưng mà nếu mà như chúng ta tay trái đo không được thì chúng ta có thể đo bên tay phải ha. Và thỉnh thoảng chúng ta cũng nên đo cả tay trái và tay phải để xem cái độ chênh lệch nó nhiều hay không. Vì theo như nguyên tắc mà hai bình thông nhau, giống như áp lực máu ở bên tay trái và tay phải thì nó gần như nhau rồi, nó chỉ chênh lệch một xíu thôi. Nhưng mà chúng ta theo dõi thì chúng ta nên đo bên tay trái. Còn Sơn khuyên cả nhà lúc nào cũng đo tay trái nghe, thỉnh thoảng mình mới đo bên tay phải để so sánh thôi. Đó, còn trừ trường hợp tay trái mình không đo được, mình hãy đeo bên tay phải. Rồi, chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu mà cả nhà mình có gì thắc mắc thì gọi vào số điện thoại bên dưới nha, trên tiêu đề, để Hoàng Sơn giải đáp thêm thắc mắc cho bà con. Hẹn gặp lại.